Kinh doanh quán ăn chay đang là xu hướng khá thịnh hành hiện nay. Khi bạn tìm kiếm từ khóa, nhà hàng hoặc là quán ăn chay ở trên Google, ngay lập tức sẽ có hơn 47 triệu kết quả xuất hiện trong chưa đầy một giây. Điều này thì cho thấy độ phổ biến của ẩm thực chay. Ngày càng có nhiều người chuyển từ ăn mặn sang ăn chay. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn còn đắn đo việc mở quán ăn chay có lãi hay không. Kinh doanh quán ăn chay thì lãi bao nhiêu? Nếu bạn chưa tính toán được, hãy để blog khởi nghiệp giúp các bạn nhé! Vì sao nên kinh doanh nhà hàng chay? Thứ nhất, kinh doanh nhà hàng chay mang lại lợi nhuận cao. So với các món mặn, nguyên liệu sử dụng trong việc chế biến các món ăn chay có chi phí thấp hơn và luôn ở mức ổn định. Vì vậy, lợi nhuận trong kinh doanh quán ăn chay sẽ cao hơn so với các doanh nghiệp ẩm thực thông thường. Tuy nhiên, không phải nguyên liệu rẻ mà các bạn sẽ đẩy giá cao, trong khi quán bình dân, phục vụ không chuyên, như thế sẽ rất dễ mất khách. Bởi giá trị họ nhận được không xứng với số tiền mà họ bỏ ra. Thêm vào đó, Việt Nam có khí hậu ôn hòa và nguồn cung cấp rau củ quả dồi dào, cho nên nguyên liệu cho các món ăn chay không hề khan hiếm, dễ kiếm với mức giá rẻ hơn là thịt hay là cá. Thứ hai, nhu cầu ăn chay thanh đạm vì sức khỏe đang tăng cao. Các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng áp dụng chế độ ăn chay mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc ăn nhiều rau xanh, tránh xa thực phẩm từ thịt và cá sẽ giúp cơ thể ngăn chặn rất nhiều bệnh lý. Và từ những kết quả này, có thể nhận thấy được rằng, ngoài việc thu hút lượng khách hàng là những người ăn chay theo tín ngưỡng hay là ăn chay trong các dịp lễ như là rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu, các quán chay còn có thể tiếp cận được phân khúc khách hàng ăn chay vì lợi ích sức khỏe. Phân khúc khách hàng này chủ yếu thì bao gồm các tầng lớp trung lưu cho đến thượng lưu đang tìm kiếm cách cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình. Họ có thể chọn lựa chọn ăn chay không chỉ vì mục đích dinh dưỡng mà còn để trải nghiệm không khí ăn uống mới, thay đổi khẩu vị trong các sự kiện tiếp đón khách. Với sự gia tăng của nhu cầu ăn chay vì lợi ích sức khỏe, dự kiến kinh doanh thực phẩm chay sẽ mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể trong thời gian tới. Thứ ba, mức độ cạnh tranh chưa cao, dễ nắm được cơ hội đứng đầu thị trường. Mặc dù lợi nhuận trong lĩnh vực này khá là cao, thế nhưng thị trường kinh doanh nhà hàng, quán ăn chay vẫn chưa có sự cạnh tranh khốc liệt như là trong lĩnh vực nhà hàng và quán ăn thông thường. Và đến thời điểm hiện tại, chưa có quán ăn nào đứng đầu ở trên thị trường. Vì vậy, nắm được cơ hội để vươn lên dẫn đầu thị trường là hoàn toàn có thể. Nếu như các bạn biết lập kế hoạch kinh doanh quán ăn chay đúng đắn. Thứ hai, mở quán ăn chay thì lãi bao nhiêu? Để tính được mở quán ăn chay lãi bao nhiêu, các bạn áp dụng công thức lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí hàng tháng trừ chi phí cố định. Thứ nhất, về chi phí cố định. Chi phí cố định sẽ tính tổng hết các chi phí mà các bạn dùng lúc đầu cho quán như là tiền sang sửa, trang trí quán và chi phí mua đồ dùng được lâu dài như là trong quán như bàn ghế, bát đĩa, bếp công nghiệp, tủ nấu cơm, vân vân. Sau đó chia cho 12 tháng, chi phí sang sửa, trang trí quán thì khoảng 30 triệu đồng, chi phí đầu tư vật chất, đồ dùng trong quán khoảng 40 triệu đồng. Như vậy, tổng các chi phí cố định thì hết từ 17 triệu trên 12 tháng bằng 5 triệu 800 nghìn đồng trên 1 tháng. Thứ hai, các loại chi phí hàng tháng, chi phí thuê mặt bằng. Mở quán ăn chay nhỏ cần diện tích khoảng 60m² và mức giá thuê từ 8 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng trên 1 tháng ở các con ngõ yên tĩnh tại các thành phố lớn. Chi phí mua sắm nguyên liệu, nhập hàng. Trong những quán ăn chay, nguyên liệu chủ yếu thì bao gồm có rau củ, quả, các loại nấm, đậu. Với một quán ăn chay nhỏ phục vụ khoảng từ 30 đến 50 người mỗi ngày, chi phí cho nguyên liệu nấu ăn thường dao động là 8 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí thuê nhân viên. Đối với quán ăn chay quy mô nhỏ, thường chỉ cần thuê là khoảng 2 nhân viên, trong đó có một đầu bếp và một nhân viên phục vụ. Chi phí thuê cho mỗi nhân viên phục vụ ở mức trung bình là từ 5 cho đến 6 triệu đồng trên 1 tháng. Đầu bếp thì khoảng từ 8 cho đến 10 triệu đồng trên 1 tháng. Chi phí điện nước. Ngoài các khoản chi phí đã nêu, các bạn cũng cần phải chi trả cho các khoản tiền liên quan đến điện và nước.
Vào mùa hè, chi phí này thường khoảng 4 triệu đồng trên một tháng. Và vào mùa đông, chi phí này thường ít hơn, khoảng 2 triệu đồng trên một tháng. Chi phí quảng cáo. Để thu hút được khách hàng, quán chay nhỏ của các bạn cũng cần triển khai chiến dịch quảng cáo. Mức chi phí cho chiến dịch quảng cáo thường dao động từ 1,5 triệu đồng cho đến 5 triệu đồng. Các bạn có thể phát tờ rơi, chạy quảng cáo trên Facebook, thậm chí là thuê các KOL, food review về quảng cáo cho quán của bạn. Vậy thì tổng chi phí tháng cho quán ăn chay sẽ hết tầm 10 triệu đồng mặt bằng, cộng 8 triệu đồng mua nguyên liệu, cộng 15 triệu đồng chi phí thuê nhân viên, cộng 4 triệu đồng chi phí điện nước, cộng 1 triệu 500 nghìn đồng chi phí quảng cáo, bằng 38 triệu 500 nghìn đồng. Thứ ba, doanh thu cho quán ăn chay. Một món trong menu sẽ có giá khoảng 40 nghìn đồng trên một món. Những ngày đầu mới mở bán, các bạn sẽ tiếp được khoảng 20 khách. Mỗi khách trung bình sẽ gọi khoảng 3 món. Như vậy, các bạn sẽ có doanh thu là 2 triệu 400 nghìn đồng trên một ngày. Một tháng các bạn sẽ đạt được doanh số 2 triệu 400 nghìn đồng nhân 30 ngày là bằng 72 triệu đồng. Thứ tư, lợi nhuận cho quán ăn chay. Theo đúng công thức này thì một tháng các bạn sẽ có lợi nhuận 72 triệu đồng trừ 5 triệu 800 nghìn đồng trừ 38 triệu 500 nghìn đồng và bằng 27 triệu 700 nghìn đồng. Một năm thuận buồm xuôi gió, các bạn sẽ có mức lãi chừng 332 triệu 400 nghìn đồng. Và nếu quán của các bạn sở hữu những bí quyết kinh doanh tốt, thì ngày đón từ 40 cho đến 50 khách là một chuyện rất là bình thường và doanh thu cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, các bạn cũng nên lường trước là trong 3 tháng đầu sẽ có thể chỉ có lèo tèo vài khách và tiền thu về chỉ đủ số vốn đã bỏ ra là quá tốt rồi. Và qua video này, chúng ta có thể nhận định được rằng kinh doanh quán ăn chay chính là một lĩnh vực tiềm năng và mang lại lợi nhuận lớn. Nếu bạn vẫn đang phân vân, không biết nên khởi nghiệp trong ngành nào thì việc mở một quán ăn chay có thể sẽ là lựa chọn hợp lý và thú vị. Đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.